Chiến thần sở Bắc Lạc Mai Trường 501 nếu không thì hắn chết lúc nào cũng không hay. Sở Bắc cười nói, nhưng cậu đã quấy giày tôi mất rồi, hơn nữa trông cậu còn rất vai là đằng khác, không biết trên đời này còn có việc gì mà cậu không dám làm không. Nghe thấy thế, Lưu Phong như muốn phát điên. Thực lực của nhà họ Lưu có thể khiến hắn ngông nghênh trước mặt bao người. Nhưng với sở Bắc thì có cho thêm 10 lá gan thì hắn cũng không dám phạm lỗi với anh. Ngày trước, khi nhà họ Lưu đối mặt với nguy cơ phá sản, chính Sở Bắc đã ra tay xoay chuyển tình thế và cứu nhà họ. Hơn nữa, hắn đã biết thân phận của Sở Bắc, hiểu rõ rằng chỉ cần anh nói một câu thì nhà họ Lưu của hắn sẽ biến mất ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây không phải là sợ đông sợ tây, mà là sự thật. Bố hắn đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần là tuyệt đối không được chọc giận Sở Bắc. Nếu không thì hắn chết lúc nào cũng không hay. Sao thế? câm rồi à. Trong lúc Lưu Phong đang vô cùng hoảng loạn, giọng nói của Sở Bắc lại vang lên. Lưu Phong giật bắn mình, vội vàng dè giật đáp, "Anh, Sở, là họ tự nói thế chứ không phải tôi sai khiến đâu, chuyện này thật sự không liên quan đến tôi." Lúc này, Lưu Phong chỉ muốn xóa sạch quan hệ với đám bạn bè xấu này thôi. "Anh Phong, anh." Đám bạn của Lưu Phong nghe thấy thế thì tỏ vẻ khó tin. "Tao đã nói rồi chúng mày đừng gọi tao là anh Phong nữa." tao không có anh em gì với chúng mày hết. Dứt lời, Lưu Phong phất lờ đám đó rồi nhìn sang sở bắc với vẻ nịnh bợ. Anh sở, tôi thật sự không cố ý đâu, nếu biết là anh thì có cho một trăm lá gan thì tôi cũng không dám tới gây sự đâu ạ. À. Sở bắc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không rõ thái độ ra sao. Một lát sau, anh nói, nói linh tinh vừa thôi, giờ cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Thấy sở bắc đã nổi giận, Lưu Phong cuống lên ngay nghĩ rồi hắn quay lại rồi gào lên với đám bạn mẹ chúng mày còn ngây ra đấy à mau xin lỗi anh sở nhanh lên chương năm trăm linh hai trông anh ta thẫn thờ như người mất sổ gạo mẹ cái bọn này xin lỗi thiếu thành ý thế à đám bạn của lưu phong nghệt mặt ra nhìn nhau lúc này người thanh niên ăn nói lỗ mãng đầu tiên chờ tát một cái thật mạnh vào mặt mình anh sở tôi sai rồi những người còn lại ngẩn ra rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại và tát vào mặt mình anh sở, chúng tôi biết lỗi thật rồi, sau này nhất định chúng tôi sẽ làm người tốt, không dám tái phạm nữa, xin anh tha cho chúng tôi lần này. Sở bắc mất kiên nhẫn xua tay. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây, biến hết đi. Dẫu sao hôm nay, anh cũng đến đây ăn, chứ không phải gây sự nên không muốn so đo với đám này làm gì. Nghe sở bắc nói vậy, Lưu Phong mừng rỡ rồi nói với đám kia, còn ngây ra đó nữa à, cảm ơn anh sở nhanh. Hội kia xứng người rồi nhanh chóng bày tỏ lòng mang ơn đội nghĩa với Sở Bắc. Nghe họ nói vậy, Sở Bắc lại cau mày. Ồn ào thế thì còn ra thể thống gì nữa, tôi đến đây để dùng bữa, các người có định cho tôi ăn hay không đây? Lưu Phong nghe thế thì lập tức run lên. Anh Sở, bọn tôi đi ngay đây ạ. À. Nói rồi, hắn dẫn đám bạn quay người rời đi ngay. Sau khi Lưu Phong đi rồi, Lạc Tuyết và Tô Uyển đều nhìn Sở Bắc vẻ kinh ngạc. Nhất là Lạc Tuyết ánh mắt cô nhìn anh chứa đầy sự ngạc nhiên và lạ lẫm. Do dự vài giây, Lạc Tuyết quyết định phải hỏi cho rõ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao họ lại sợ anh thế? Tô Uyển cũng tò mò hỏi, anh sợ, anh có thể giải thích cho bọn tôi nghe được không? Xong, sở bác lại lắc đầu từ chối. Lạc Tuyết và Tô Uyển không hài lòng, họ phải hỏi tiếp. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bao lại mở ra, Chu Bân lững thững đi vào. Chương 503, chuyện vớ vẩn thôi, có gì đâu." Anh ta cố tỏ ra thoải mái nói, "Không sao, chút chuyện vặt vãnh ấy mà, anh giải quyết xong rồi." Nghe thấy thế, Tô Uyển và Lạc Tuyết ngơ ngác nhìn nhau rồi đều im lặng. "Không có Sở Bắc thì Chu Bân đừng hòng quay lại đây được, vậy mà anh ta còn làm bộ ở đây, đúng là không biết xấu hổ." Tô Uyển hít sâu một hơi rồi hỏi, "Anh có chắc là giải quyết xong chưa?" Nghe thấy thế, Chu Bân lập tức bực mình như bị dẫm đạp lên mặt mũi. Tiểu Uyển, em nói thế là không tin anh à. Với thực lực của nhà họ Chu Anh thì chuyện ban nãy chỉ như cái móng tay thôi, ai ở cái đất Tân Hải này cũng phải rẻ chừng anh đấy. Chuyện vớ vẩn thôi, có gì đâu. Tô Uyển và Lạc Tuyết chán chẳng buồn nói, tên này ngoài cái tải chém gió ra thì không được cái nết gì hết. Nhưng họ cũng chẳng buồn vạch mặt anh ta, cả hai chỉ lắc đầu rồi quay đi. Một lát sau, các nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới cho phòng họ sau đó chu bân đắc ý nói tiểu uyển em thấy chưa khách quý cái gì chứ chỉ cần anh ra mặt một cái là họ phải ngoan ngoãn phục vụ cho phòng mình trước liền Tô uyển không thể chịu nổi nữa bèn nói chu bân tôi có câu này không biết anh có muốn nghe không em nói đi chu bân tò mò nói tô uyển hít sâu một hơi rồi nói chỉ cần anh không ngượng thì người ngượng sẽ là người khác Phụt. Lạc Tuyết nghe thấy thế thì cười phụt ra. Nhưng Chu Bân không hiểu ý của Tô Uyển, vẫn cau mày hỏi, Tiểu Uyển, em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Tô Uyển lắc đầu, cô ấy không rảnh để giải thích cho cái loại ngu dốt như Chu Bân. Lạc Tuyết chỉ ngồi cười, chứ không bóc mẽ Chu Bân. Đúng lúc này, cửa phòng bao lại mở ra, cậu nhân viên ban nãy hoảng loạn đi vào. Trường 504, tôi cho cậu 3 phút để rời khỏi đây. Cậu đuổi ai thế hả? đồ ăn của chúng tôi vừa mới lên, bọn tôi đã ăn đâu, mẹ nó cậu định đuổi bọn tôi đi luôn chắc. Chu Bân hầm hầm mắng cậu phụ vụ. Nghe thấy thế, phụ vụ khó xử nói, trước đó tôi đã nhắc với mọi người là nếu có chuyện gì thì mọi người phải tự chịu trách nhiệm rồi. giờ người đặt phòng này đã tới, mọi người phải rời khỏi đây thôi ạ. À. Chu Bân cười lạnh nói, nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Cậu ấy cười khổ với vẻ cầu xin hay để tôi tìm bàn khác cho mọi người ở bên ngoài giờ mọi người phải rời khỏi đây ngay không thì chúng tôi sẽ gặp phiền phức phiền phức chu bân cười lạnh rồi vinh váo nói cậu thấy tôi giống người ngại phiền phức không nghe thấy thế cậu phục vụ phụ tỏ vẻ bất đắc dĩ không thuyết phục được chu bân cậu ấy đang nhìn sang tôi uyển và lạc tuyết hai chị ơi các chị khuyên anh này đi ạ à. khách đặt phòng này có thân phận rất cao quý thậm chí còn kinh khủng hơn cả cậu lưu ban nãy nếu mọi người không rời đi là nguy đấy ạ." À. Tô Uyển và Lạc Tuyết lập tức nghiêm mặt lại. Ban nãy, Lưu Phong đã khiến họ thấy rất áp lực rồi, nếu không có Sở Bắc thì chắc khó mà giải quyết được. Bất chuyện nào hay chuyện đấy, Tô Uyển nhìn Chu Bân rồi nói, "Thôi chúng ta ra ngoài đi, ăn ở đâu mà chẳng được, ra ngoài cho thoáng cũng hay." "Không được." Tô Uyển vừa nói dứt câu, Chu Bân đã từ chối ngay. Ngồi ngoài ấy toàn người tạp nham, một ngạt lắm. Thế thì sao ăn uống gì được? Tô Uyển bắt đầu cảm thấy bực mình. Người ta ăn được thì sao chúng ta không ăn được? Chu Bân lắc đầu cười nói, vì họ là người tầng lớp thấp, còn chúng ta nên được hưởng mức sống cao. Tô Uyển cạn lời, không thể chấp nhận cách nói của Chu Bân được. Thấy Tô Uyển có vẻ bực bội, Chu Bân sáp lại gần. "Tiểu Uyển, em đừng lo, dù có chuyện gì thì anh cũng xử lý được, để anh xem ai dám đuổi anh đi." Lạc tuyết ngồi một bên nghe Chu Bân nói vậy thì cao mày, chuẩn bị lên tiếng. Trường 505 cũng có thể coi là vậy ạ. À. Mẹ kiếp, ông là ai mà bắt tôi phải nghe lời hả? Người đàn ông kia lập tức sầm mặt lại. Cậu vẫn không chịu trả lại phòng đúng không? Ông ta lạnh giọng hỏi. Chu Bân hừ một tiếng, ông là cái thá gì mà bắt tôi trả? Chờ đến kiếp sau đi. Nghe thấy thế, người đàn ông càng tỏ rõ vẻ bực dọc hơn, Lâu lắm rồi không có ai dám ăn nói với tôi như vậy, cậu cũng coi như người đầu tiên đấy." Nghe thấy giọng nói u ám của ông ta, Chu Bân vẫn tỏ vẻ coi thường và định phản bác lại. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Tô Uyển hô lên rồi cất giọng lễ phép chào hỏi với người đàn ông đó. "Giám đốc phu, là ông ạ." À? Nghe thấy Tô Uyển gọi người đàn ông là giám đốc, ngoài Sở Bắc ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tô Uyển đang làm việc ở tập đoàn Bắc Giã mà cô ấy lại gọi người này là giám đốc, lẽ nào ông ta là giám đốc của Bắc Giã ư? Nhất là Chu Bân, bây giờ anh ta bắt đầu có vẻ sợ hãi và rè chừng với người đàn ông này rồi. Anh ta thừa biết thực lực của tập đoàn Bắc Giã, hơn nữa cũng biết Tô Uyển đang làm việc ở đây. Cũng chính vì lý do này nên anh ta mới theo đuổi và quyết chiếm được Tô Uyển đến cùng. Phải biết rằng không phải ai cũng có thể làm việc ở tập đoàn ấy được vừa nghĩ tới sự lớn mạnh của tập đoàn Bắc Giã, Chu Bân hoảng hồn ngay. Thấy có người nhận ra mình, người đàn ông cũng có vẻ khá ngạc nhiên. Ông ta ngoảnh lại nhìn Tô Uyển rồi hiểu ra ngay. Tiểu Uyển đấy à, đây là bạn cô hả? Người đàn ông cất giọng kiêu ngạo hỏi Tô Uyển. Tô Uyển gật đầu, cũng có thể coi là vậy à? Ông ta nghe thấy thế thì hờ hững nói, thế cô có để bụng khi tôi cho cậu ta một bài học không? Tô Uyển hơi biến sắc mặt. chương 506, Mày là cái thá gì mà dám to mồm trước mặt tao hả? Nghe thấy thế, Chu Bân thất thần gật đầu rồi vội vàng nhìn sang người đàn ông, sau đó run giọng nói, "Giám đốc Vu, tôi sai rồi, xin ông đừng so đo với tôi." "Được, tôi không so đo với cậu." Dứt lời, ông ta đi đến cạnh Chu Bân rồi tát cho anh ta một cái. "Được rồi, giờ tôi sẽ không tính toán với cậu nữa." Ông ta cười híp mắt nói. Chu Bân kêu lên đau đớn. Vừa rồi người đàn ông kia xuống tay khá mạnh, một lát sau, mặt anh ta đã sưng phù. Tô Uyển thấy thế thì nhăn mặt lại, nhưng sợ người đàn ông kia nên chỉ đành cắn môi cho qua. Đúng lúc này, người đàn ông chợt nhìn sang Tô Uyển rồi nổi ý đồ xấu. "Tiểu Uyển, nếu các cô cũng đến đây ăn thì ngồi lại với tôi luôn đi." Nói rồi, ông ta nhìn Tô Uyển từ đầu xuống chân một lượt với ánh mắt không thể dâm tà hơn. Tô Uyển đang định lên tiếng thì ông ta lại giành nói trước nhưng chỉ cô và cô gái này được ở lại thôi, những hạng ruồi mũi không liên quan thì biến hết đi. Nghe thấy thế, tôi uyển cắn răng rồi lắc đầu đáp, giám đốc phu, nếu phòng này là ông đặt trước thì tôi với các bạn sẽ về với nhau luôn, không làm phiền ông dùng bữa nữa. Tô Uyển đã nhìn thấy rõ ánh mắt chứa đầy sự xúc phạm của ông ta. Hơn nữa, từ khi làm việc ở tập đoàn Bắc Giã, cô ấy đã nghe những tin xấu về người đàn ông này rồi nên không đời nào đồng ý ở lại khi tội uyển vừa nói dứt lời thì người đàn ông kia lập tức xa sầm mặt. Tiểu uyển, cô như thế là coi thường tôi à? Ông ta lạnh giọng hỏi. Tội uyển giật mình, dù người đàn ông này không phải cấp trên trực tiếp của cô ấy, nhưng cũng có địa vị không nhỏ trong tập đoàn. Nếu ông ta cố tình gây khó dễ cho cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ gặp khó khăn trong công việc. Nghĩ tới đây, tội uyển hít sâu một hơi rồi lắc đầu nói, giám đốc phu, ông đừng hiểu lầm, chỉ là hôm nay tôi mời bạn đi ăn nên không thể để họ ra về một mình được mong ông thông cảm cho được rồi được rồi ông ta bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn rồi xua tay sau đó nói thẳng luôn hôm nay cô phải ngồi ăn với tôi nếu cô dám từ chối thì đừng hòng làm việc yên ổn trong tập đoàn nghe thấy thế tôi uyển lập tức tái mặt cô không thể ngờ là ông ta dám uy hiếp mình trắng trợn như vậy chu bân ngồi bên cạnh thấy thế thì nhìn tôi uyển rồi cắn răng nói tiểu uyển nếu giám đốc vu đã có lời mời thì em đừng phụ lòng tốt của người ta. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, chứ có gì to tát đâu. Tô Uyển nghe thấy thế thì tức muốn nổ phổi. Tất cả đều là tai họa do Chu Bân gây ra, nếu không tại anh ta thì đâu có chuyện gì. Chu Bân nói xong thì ngoảnh sang phía người đàn ông rồi mỉm cười nịnh bợ. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã quát ầm lên. Mày là cái thá gì mà dám to mồm trước mặt tao hả? Biến ngay! Chu Bân biến sắc mặt, không ngờ chiêu nịnh bợ lại thất bại. Thấy người đàn ông nổi giận, anh ta lập tức chuồn ngay. Nhưng khi anh ta định rời đi thì người đàn ông lại gọi lại. "Chương 507, tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi." Nghe thấy thế, Chu Bân chỉ muốn bật khóc. Nếu anh ta mà biết thân phận của người đàn ông này từ trước thì sẽ không bao giờ dám ra vẻ trước mặt ông ta. Bây giờ, dù đối mặt với sự chèn ép này, nhưng Chu Bân không hề có một chút ý định phản kháng nào. "Tôi, tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi lần này." Thấy người đàn ông vẫn không cho mình đi, Chu Bân đành cắn răng cầu xin. Nhưng ông ta lại nở một nụ cười khinh miệt. "Hừ, mày xin lỗi mà có thái độ như thế à? Chẳng có chút thành ý nào cả, nếu tao mà tha cho mày ngay thì lại thành ra dễ dãi à?" Nghe thấy thế, mặt Chu Bân lập tức tái mét anh ta mím môi rồi hỏi thế tôi phải làm sao ạ à? người đàn ông trung niên cười lạnh rồi nói quỳ xuống dập đầu xin lỗi quỳ chu bân run sợ khi nghe thấy yêu cầu của ông ta anh ta không ngờ người đàn ông này lại đưa ra yêu cầu quá quát như vậy nhất thời anh ta cảm thấy hơi do dự dẫu sao anh ta cũng là cậu chủ của nhà họ chu sao có thể quỳ trước mặt người khác nhưng câu nói ngay sau đó của người đàn ông đã khiến Chu Bân sợ đến mức quỳ xuống ngay. Nếu trong vòng 10 giây mà mày không làm theo yêu cầu của tao thì nhà mày cứ chờ bay màu ở Tân Hải đi. Chu Bân biến sắc mặt rồi quỳ ngay xuống. Anh ta biết với thân phận của người đàn ông này thì ông ta thừa sức làm được điều đó. Bác xã là tập đoàn mạnh nhất ở Tân Hải hiện giờ, hơn nữa tập đoàn này không chỉ mạnh ở đây, mà còn khắp cả nước, thực lực của họ có số có má ở đất nước này rồi dù nhà Chu Bân cũng thành lập một công ty, nhưng so với tập đoàn trên thì chẳng khác nào trẻ con với người lớn. Còn 3 giây nữa. Khi nghe thấy thế, Chu Bân không chút do so dự mà quỳ xuống ngay. Chương 508 ai cho mày lên tiếng ở đây hả? Đúng lúc này, người đàn ông chợt đi về phía Chu Bân rồi nhìn từ trên cao xuống, biết lỗi của mình chưa? Chu Bân gật đầu như gà mổ thóc, không còn màng đến sĩ diện nữa mà nói, tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không bao giờ dám tái phạm nữa. Người đàn ông bật cười ha hả rồi nhấc chấn đá Chu Bân đang sợ hãi ngã sắp mặt. Biến ngay đi, đừng quấy giày tao với Tô Uyển, cả cô em xinh tươi kia dùng bữa. Lần này, đến lượt Tô Uyển và Lạc Tuyết nhăn mặt lại. Nhưng vì nể thân phận của ông ta nên dù có thấy bất mãn đến mấy, Tô Uyển cũng cố nhịn, không dám tỏ thái độ. Xong, Lạc Tuyết thì không, cô lạnh lùng nhìn người đàn ông ấy rồi nói chúng tôi không đồng ý ngồi ăn với ông thế à người đàn ông liếc nhìn lạc tuyết từ đầu xuống chân một lượt rồi khinh khỉnh nói cô em không có quyền quyết định đâu anh đây thích là được hiểu chưa lạc tuyết sầm mặt rồi tức giận nói ông dựa vào đâu chứ dựa vào đâu ư người đàn ông bật cười đắc ý dựa vào anh đây là giám đốc của tập đoàn bắc giã cô em đã nghe đến tên của tập đoàn bọn anh bao giờ chưa chỉ cần bọn anh dậm chân một cái là cả Tân Hải đều run sợ ngay. Lạc tuyết xa sầm mặt, không nói gì nữa. Đương nhiên cô biết tập đoàn Bắc giã, cô còn biết điều ông ta nói là sự thật. Nhưng trong cái vẻ huynh hoang của ông ta, cô cảm thấy cực kỳ bực mình. Giám đốc của tập đoàn Bắc giã thì oai lắm à. Đúng lúc này, sở bác im lặng suốt từ nãy đến giờ chợt lên tiếng. Sau khi nghe thấy anh nói vậy, người đàn ông không còn vẻ đắc ý nữa, mà sầm mặt nhìn về phía anh. Mày là thằng nào, ai cho mày lên tiếng ở đây hả?" Ông ta nổi giận nói. Ngô Bình cười lạnh đáp, "Ông ăn nói mất lịch sử với vợ tôi, mà tôi không có quyền lên tiếng à?" Người đàn ông ngẩn ra rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ sáng tỏ. Thì ra thằng mù này là chồng của bạn Tô Uyển. Chương 509, Sở Bắc, chuyện này là sao? Sở Bắc cho ông ta một cảm giác anh là ác ma như đến từ địa ngục, khiến ông ta run cầm cập. Thậm chí có một giây phút nào đó, ông ta đã bị nỗi sợ hãi bủa vây. Quá đáng sợ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của ông ta về sở bắc. Thấy anh bước từng bước về phía mình, người đàn ông lập tức có vẻ sợ hao si. Mày, mày muốn làm gì? Ông ta lo sợ nhìn sở bắc rồi liên tục lùi lại. Đến khi lưng đập vào tường không còn đường lùi nữa thì ông ta ngồi phệt luôn xuống đất. Sở bắc đi tới cạnh ông ta rồi cất giọng hờ hứng, bây giờ, ông thấy tôi đã có tư cách để lên tiếng chưa? Tôi, tôi. Người đàn ông run rẩy sợ hãi nhìn sở bắc mà nói không nên lời. Ông ta đang vô cùng kinh hãi. Không biến mau đi còn chờ gì nữa. Bị luồng khí thế của sở bắc dọa cho sợ hết hồn vía, giờ lại nghe thấy anh nói vậy, người đàn ông lồm mồm bỏ dậy. Tôi, tôi đi ngay. Dứt lời, ông ta mặc kệ ánh nhìn kỳ quái của mọi người rồi chạy mất dép luôn. Thấy thế, cả Lạc Tuyết và Tô Uyển, thậm chí cả cậu phục vụ và Chu Bân đều nghệt mặt ra nhìn Sở Bắc với vẻ kinh ngạc. Sở Bắc, chuyện này là sao? Lạc Tuyết cất giọng hỏi với vẻ khó hiểu. Sở Bắc lắc đầu nói, chắc ông ta bị khí thế toát ra từ người anh dọa sợ nên mới chuồn mất đấy. Nghe thấy thế, Lạc Tuyết chỉ biết cau mày. Rõ ràng, Lạc Tuyết hề tin lời Sở Bắc nói. Người đàn ông đó là giám đốc của tập đoàn Bắc Giã, sao ông ta có thể dễ dàng bị dọa sợ như vậy được? Tô Uyển ở bên cạnh cũng đầy vẻ hiếu kỳ nhìn sở bắc. Nếu chỉ có một lần thì còn nói là trùng hợp, nhưng thêm lần này nữa thì có đánh chết cô ấy cũng không tin. Nhất thời, cô ấy thấy rất tò mò về thân phận của sở bắc. Xem ra, anh sở còn nhiều điều bí mật lắm đây. chương 510, chu Bân này đúng là hiếm có khó tìm. chu Bân nổi cơn tam bành, anh ta tái mặt chỉ tay vào sở bắc, nhưng mãi không thốt lên được tiếng nào. Tô Uyển thấy thế thì cao mày nói, đúng rồi Chu Bân, anh sở đã giúp anh hai lần rồi đấy, anh nên cảm ơn người ta, chứ đừng xử sự như thế. Cứu hai lần ư, Chu Bân trột giả rồi có vẻ lúng túng. Thế nào là cứu hai lần, Tiểu Uyển, em nói thế là ý gì? Tô Uyển cao mày nói, anh muốn tôi phải nói hẳn ra à? Nếu anh vẫn còn giả ngu thì để tôi gõ cho anh tỉnh nhé. Nói đến đây, Tô Uyển lừ mắt nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ rồi thờ ơ nói, "Trước đó, khi anh ra ngoài gây chuyện, nhân viên phục vụ đã vào thông báo cho chúng tôi là anh đang bị một người tên là Lưu Phong ép quỳ xuống dập đầu xin lỗi, có chuyện này không?" Tô Uyển không hề muốn vạch mặt Chu Bân, nhưng hành động vừa rồi của anh khiến cô ấy không thể nhịn được nữa. Sở bác đã hai lần liên tiếp cứu Chu Bân, anh ta chẳng những không cảm ơn, mà còn định lấy oán báo ân, đúng là cái loại không biết điều đáng ghét. Nghe thấy thế, Mặt Chu Bân lập tức đỏ bừng. Sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt anh ta. Một lát sau, anh ta chợt gào ầm lên rồi căm phẫn nhìn Sở Bắc, tất cả là tại mày, không vì anh thì tao đâu nhục nhã như thế. Tô Uyển lập tức câm nín. "Chu Bân, tự anh gây ra chuyện chứ liên quan gì đến anh Sở?" Chu Bân càng điên tiết hơn, anh ta trợn mắt lườm Sở Bắc rồi nói, "Mày cứ chờ đấy, chuyện hôm nay chưa xong đâu." suốt lời, anh ta đứng dậy bỏ đi luôn. Lúc ra đến cửa, anh ta dùng sức đạp thật mạnh vào cánh cửa kêu inh một tiếng. Chu Bân này đúng là hiếm có khó tìm. Thấy cuối cùng Chu Bân đã bỏ đi, Tô Uyển thở phào một hơi. Sau đó, cô ấy nhìn Sở Bắc và Lạc Tuyết rồi tỏ vẻ áy náy. "Tiểu Tuyết, anh Sở, thật lòng xin lỗi hai người, bảo mời hai vợ chồng đi ăn mà kết quả lại thành ra thế này." Nghe thấy thế, Lạc Tuyết vội vàng lắc đầu rồi bước tới kéo lấy tay của Tô Uyển. "Tiểu Uyển, cậu đừng nói thế, bọn mình mà còn cần khách sáo thế sao? Tô Uyển thở dài thườn thượt. Nhưng, cô ấy vừa định nói tiếp thì Lạc Tuyết đã giành trước. Được rồi, không nhưng nhức gì nữa, sau này cậu đừng nói như thế nữa, không là tớ giận thật đấy. Audio điện tử võ tấn bền chương 511 khách sạn Ngọa Long, mình cũng về thôi. Thấy Tô Uyển về rồi, Lạc Tuyết nhìn sang sở bắc. Anh đang định gật đầu thì điện thoại chợt đổ chuông. Anh ngập ngừng nghe máy, trong điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc. "Sở Bắc, tôi đang chờ anh ở khách sạn Ngọa Long, nổi trong vòng 10 phút nữa anh phải đến, không thì tự chịu hậu quả." Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Dương Ân em họ của Lạc Tuyết. Cậu ta nói chuyện với chất giọng như ra lệnh, còn thái độ thì cực kỳ phách lối. "Tôi không rảnh." Nghe thấy thế, Sở Bắc thở ơ đáp rồi tắt máy luôn. "Sở Bắc" Ai gọi đến thế? Thấy Sở Bắc ngắt máy, Lạc Tuyết tò mò hỏi. Sở Bắc bình thản đáp, Dương Ân. Dương Ân? Lạc Tuyết biến sắc mặt rồi lo lắng hỏi, cậu ấy tìm anh làm gì? Sở Bắc lắc đầu. Anh cũng không biết, cậu ta chỉ bảo anh phải đến khách sạn Ngọa Long trong vòng 10 phút nữa. Khách sạn Ngọa Long? Lạc Tuyết ngẩn ra rồi nói, đó không phải là nơi mà mình từng đến ăn à? Cậu ấy có bảo anh đến làm gì không? lạc tuyết nhớ rõ như vậy vì hôm đó hai mẹ con dương ân đã hành cả nhà cô một trận nhưng sau đó họ chẳng cảm kích lòng tốt của nhà cô chút nào sở bắc lắc đầu vừa định lên tiếng thì điện thoại lại đổ chuông sở bắc bực bối nghe máy giọng nói phách lối của dương ân lại vang lên sở bắc mẹ kiếp anh giỏi quá nhỉ dám cúp máy trước tôi à tôi nói cho anh biết nếu anh đến muộn dù chỉ một phút thôi thì biết tay tôi đấy kệ cậu sở bắc chán nản với thân phận của anh thì sự uy hiếp của dương ân không có một chút giá trị nào lúc anh đang định ngất may thì lạc tuyết chợt lên tiếng sở bắc hay anh đến đó xem sao đi em sợ dương ân lại gây ra chuyện gì đó đương nhiên sở bắc không thể từ chối yêu cầu của lạc tuyết anh gật đầu rồi nói ừ vậy anh đến đó xem sao vậy nói đến đạt anh nhắc nhở lạc tuyết em về trước đi anh bắt xe thôi lạc tuyết gật đầu sau đó lái chiếc Bentley mới mua đi về. Chương 512 có phải đi nhầm chỗ rồi không? Dương Ân vừa nghe lập tức cảm thấy không vui. Chẳng phải anh nói thế là thừa thải rồi sao? Ông đây cần thiết phải gạt anh chuyện này sao? Nghe Dương Ân nói thế, thanh niên tóc vàng cười khẩy, ngượng ngùng gãi đầu. Anh Dương, anh đừng giận, tôi cũng chỉ hỏi bừa thôi, đúng là chuyện anh mua xe khiến tôi thấy ngạc nhiên. Nghe thanh niên tóc vàng nói thế, Dương Ân đắc ý cười. Đây có là gì? Nói thật cho cậu biết xe ôm đây mua không rẻ đâu, chỉ cần các cậu lăn lộn với tôi, tôi sẽ đảm bảo cho các cậu ăn no mặc đủ. Mọi người lại đồng loạt nịnh nọt Dương Ân khi nghe cậu ta nói thế. Anh Dương, các anh em biết anh là người nghĩa khí nhất, các anh em cảm thấy yên tâm. Đúng thế, tôi lăn lộn trong xã hội nhiều năm rồi nhưng chưa từng gặp người nào đối xử rộng lượng với các anh em như anh Dương. Đúng vậy, nhìn cả bàn thức ăn này xem, nói ít cũng phải mấy mươi ngàn. Trước khi quen biết anh Dương, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình có cơ hội ăn cơm ở nơi cao cấp thế này. Nghe mọi người nịnh bợ mình như thế, ánh mắt Dương Ân hiện lên vẻ đắc ý. Cậu ta nhìn thức ăn trên bàn, đắc ý nói, các cậu đừng thấy cả bàn đồ ăn này đắt mà lầm, tôi ăn cơm ở đây không tốn một đồng. Không tốn tiền. Mọi người đều tỏ vẻ ngờ vực khi nghe Dương Ân nói thế. Một thanh niên tóc xanh nhìn Dương Ân, ngờ vực hỏi, "Anh Dương, anh nói thật sao?" có người đến trả tiền cho cũng khó tin quá nhỉ thanh niên cao gầy cũng không dám tin nói đúng thế cả bàn thức ăn này không rẻ chút nào e là không mấy ai có thể trả nổi nghe hai người này nói thanh niên tóc vàng lúc đầu nói chuyện cảm thấy không vui hứ bọn mày biết cái gì chứ người giỏi giang như anh dương thường sẽ không để lộ thân phận thật nếu anh ấy đã nói thế thì chắc chắn có người đến tính tiền chúng ta đợi xem là được rồi nghe thế mọi người đều gật đầu dương ân càng thêm đắc ý cậu ta nhìn mọi người ung dung nói các cậu đợi mà xem người tính tiền sắp đến rồi mọi người cũng lộ ra vẻ mong đợi khi nghe dương ân nói thế nhìn ánh mắt mong đợi của mọi người dương ân càng tỏ ra kiêu ngạo ánh mắt cậu ta nhìn mọi người hiện rõ sự khinh thường lúc này cậu ta đã quên mất thân phận của mình đã xem mình thành nhân vật chính giỏi giang vô cùng kia mà đám người trước mặt này chỉ có thể là tùy tùng đi theo vỗ tay cho cậu ta Chương 513, tại sao tôi phải làm thế? Mặc dù không nhìn thấy nhưng Sở Bắc có thể cảm nhận được khói mù mịt, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thừa. Thậm chí có không ít thức ăn vẫn chưa động vào, nhưng lúc này những thức ăn này đều dính khói thuốc và rượu bia, không thể nào ăn được nữa. Dương Ân thấy Sở Bắc bước vào, mắt lóe sáng, nhanh chóng vẫy tay. "Để anh ta vào, anh ta người tính tiền tôi gọi đến." Dương Ân vừa nói vừa nhìn Sở Bắc với ánh mắt khinh thường. Sở bác, anh đến đúng lúc lắm, đến quầy lễ tân tính tiền đi, thanh toán xong anh có thể đi rồi. Dương ân nói với sở bác bằng giọng điệu ra lệnh. Dường như sở bác làm những việc này là điều đương nhiên vậy. Đám bạn xấu ở một bên nghe Dương ân nói thế cũng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta. Anh Dương quả là anh Dương, ngay cả nói chuyện cũng ngạo mạn như thế. Dương ân bày ra vẻ mặt đắc ý đợi sở bác đi thanh toán. Nhưng cậu ta đợi hồi lâu mới nhận ra Sở Bắc Chỉ đứng ở đó không hề động đậy. Thấy thế sắc mặt cậu ta lập tức trở nên u ám. "Sở Bắc, mẹ kiếp, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đi thanh toán đi." Thế nhưng đúng lúc này một cảnh tượng khiến cậu ta không ngờ đến xảy ra. Chỉ thấy Sở Bắc nghe cậu ta nói xong thì khoanh tay lại, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý. "Tại sao tôi phải làm thế?" Sở Bắc lạnh nhạt cười hỏi. Dương Ân sừng sốt cái tên mù vô dụng này từ bao giờ mà dám cãi lại cậu ta thế? Sau một chút sướng sờ, cậu ta sầm mặt nói. Mẹ nó, sở bắc, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tôi khuyên anh tốt nhất nên làm theo những gì tôi nói, nếu không ông đây sẽ cho anh đẹp mặt. Nghe Dương Ân nói thế, sở bắc khẽ cười. Tôi lại muốn nghe xem mấy người khiến tôi đẹp mặt thế nào. Dương Ân cười mỉa nói, nếu anh không làm thế tôi sẽ nói với dì và dượng để họ đuổi cái tên vô dụng bám váy vợ là anh ra ngoài. Cậu ta nghĩ sở bắc là một kẻ mù, nếu bị đuổi ra khỏi nhà chắc chắn sẽ rất khó để sinh tồn. Đến lúc đó chắc chắn sở bắc sẽ khóc lóc cầu xin cậu ta. chương 514, không thanh toán thì hôm nay ông đây chém mày. Đúng đó anh Dương, anh không nhận lầm người đó chứ. Anh Dương, tôi nói này cả bàn thức ăn này không có mấy ai có thể mời nổi, chắc anh ta không có tiền nên mới như thế. Nghe đám bạn xấu nói vậy, sắc mặt Dương Ân lúc xanh lúc trắng. Sở Bắc không chịu phối hợp khiến cậu ta cảm thấy rất mất mặt. Đứng lại. Thấy Sở Bắc sắp ra khỏi phòng VIP, sắc mặt Dương Ân thay đổi hét lên, vội vàng đi đến trước chặn trước cửa phòng VIP. Sở Bắc nhíu mày trầm giọng nói, tránh ra. Dương Ân cười mỉa chỉ vào thức ăn trên bàn nói, anh phải trả tiền đống đồ ăn này thì ông đây mới cho anh đi, nếu không hôm nay anh đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Lúc nãy cậu ta muốn khoe khoang nên mới dẫn họ đến đây ăn cơm trước mặt đám bạn xấu của mình. Hơn nữa vì thể diện mà lúc gọi món cậu ta đã chọn toàn những món khá đắt. Nhưng thật ra cậu ta không có tiền. Cả bàn đồ ăn này nếu Sở Bắc không thanh toán, cậu ta không có tiền để trả. Sở Bắc lắc đầu bình thản nói, cậu ăn tại sao lại bảo tôi phải thanh toán cho anh? Nghe Sở Bắc nói thế, khóe miệng Dương Ân khẽ giật sở dĩ cậu ta dám gọi mấy món đắt tiền thế là vì cậu ta đã tính toán rất chuẩn là sở bắc sẽ thanh toán cho cậu ta nhưng cậu ta không ngờ cái tên vô dụng sở bắc này lại thờ ơ với lời đe dọa của mình cậu ta lập tức nhận ra mình chơi hơi lớn rồi nghĩ đến hậu quả mà cậu ta phải gánh chịu khi không thanh toán nổi thì cậu ta cảm thấy hoảng sợ đồng thời cậu ta cũng càng kiên quyết muốn sở bắc thanh toán cho mình nghĩ đến đây dương ân nghiến răng sắc mặt u ám nói hóa đơn hôm nay anh nhất định phải thanh toán không thanh toán cũng phải thanh toán anh không có sự lựa chọn khác nói rồi cậu ta nháy mắt ra hiệu cho đám bạn xấu của mình mấy tên đó hiểu ý ngay nhanh chóng bước đến bao vây sở bắc này biết thức thời thì nghe lời anh dương đi nếu không các anh em bọn tao sẽ không ngại để mày chịu khổ chút đâu đúng thế anh dương bảo mày thanh toán là xem trọng mày mẹ kiếp đừng có mà kiêu ngạo không thanh toán thì hôm nay ông đây chém mày Sở Bắc cười nhạo, lạnh lùng nói, các người ai ăn người nấy trả, chuyện ở đây không liên quan đến tôi. Chương 515 bảo cậu ta thanh toán. A! À, thanh niên tóc vàng hét lên thảm thiết, cơ thể ngã nhào xuống đất, đụng vào mấy chai bia dưới đất. Thấy thế mọi người đều đổi sắc, sợ hãi nhìn Sở Bắc. Họ không ngờ Sở Bắc lại hung dữ như thế, không nói gì đã ra tay đánh người, đúng là bạo lực thật. Thấy thanh niên tóc vàng bị Sở Bắc đánh ngã nhào xuống đất, Dương Ân run rẩy nhưng sau đó cậu ta ngẩng đầu lên nhìn sở bắc với ánh mắt đầy hận thù các cậu còn ngây ra đó làm gì đánh hắn cho ông dương ân kiêu căng nói với đám người kia nghe thế mọi người đều lộ ra vẻ tàn nhẫn rồi bước đến trước nhưng đúng lúc này một câu nói của sở bắc lại khiến chúng đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy như bị điểm huyệt không muốn chết thì tốt nhất các người đừng làm thế nếu không hậu quả tự gánh lấy nói rồi khí thế hung bạo lập tức toát ra từ người sở bắc lúc này sở bắc trông rất giống sát thần từ địa ngục khiến người khác không dám nhìn thẳng vào anh cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ sở bắc sắc mặt họ trở nên trắng bệch thù địch trong lòng đã tiêu tán mất chúng ta đi thôi dương ân sợ hãi nhìn sở bắc sau đó hét lên với đám bạn xấu của cậu ta rồi định đi dầm đúng lúc này cửa phòng vip bỗng bị ai đó đạp mở ra một người đàn ông trung niên bụng bự mặt mày hung dữ bước vào các vị muốn đi đâu người đàn ông trung niên hung ác nhìn mấy người dương ân hỏi thấy người đàn ông trung niên dương ân run rẩy cậu ta biết người này đây là ông chủ của khách sạn này ngô lương thấy ngô lương dương ân hít sâu một hơi dù rất sợ nhưng người giữ thể diện như cậu ta thì mặt ngoài vẫn tỏ ra mình bình thản chúng tôi ăn xong rồi đang định đi anh ngô có chuyện gì sao nghe dương ân nói thế ngô lương cười khẩy các vị cứ thế mà đi e là không ổn lắm nhỉ Ngô Lương cười ẩn ý hỏi. Dương Ân run lên, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt. Chúng tôi ăn xong rồi, không thể cứ ở mãi đây được chứ, bây giờ rời khỏi đi có gì không ổn. Ngô Lương cười mỉa, lạnh lùng hỏi, muốn ra khỏi đây vẫn được, thanh toán trước đã. mười 516 nghe thế Dương Ân thật sự muốn khóc luôn. Thế nhưng cậu ta chưa nói hết câu, Ngô Lương đã ngắt lời cậu ta. Bớt tỏ vẻ thân thiết với ông đây đi, tôi đã gặp nhiều người như cậu lắm rồi. Tôi nói cho cậu biết các cậu khiến phòng VIP của khách sạn khói mù mịt thế này thì phải bồi thường, cộng thêm bữa ăn của các cậu, tổng cộng là 180 ngàn, không được thiếu một xu. Câu nói của Ngô Lương như một quả bom hạng nặng nổ tung trong đầu Dương Ân. Dương Ân và đám bạn xấu phía sau cậu ta nghe đến phải bồi thường 180 ngàn, sắc mặt đều tái nhợt. Dù là 10 ngàn họ cũng không có nữa chứ nói gì đến 180 ngàn. Ngô Lương thấy Dương Ân không nói gì, sắc mặt càng trở nên âm hiểm sao thế mẹ kiếp lẽ nào cậu muốn ăn quỵt cảm nhận được sự hung ác của ngô lương dương ân hoảng sợ lùi về sau liên tục xua tay anh ngô hiểu lầm rồi tôi không có ý đó dương ân vội vàng giải thích trong lòng thầm cấp tốc suy nghĩ cách giải quyết lúc này tầm mắt cậu ta bỗng nhìn thấy sở bắc cậu ta nghĩ ra được một cách khá nham hiểm con người cậu ta xoay chuyển trong lòng đã có tính toán nhanh đền tiền đi, kiên nhẫn của ông đây có giới hạn. Lần này nghe Ngô Lương nói, Dương Ân không cảm thấy hoảng sợ nữa mà bước đến trước mặt Ngô Lương chỉ vào sở bắc. Anh Ngô, mọi chuyện này đều là lỗi của tên mù này, là hắn nói muốn mời bọn tôi ăn cơm, nơi này cũng bị anh ta làm loạn thành thế này nên số tiền này cứ bảo anh ta trả đi. Nói rồi Dương Ân vòng qua Ngô Lương định rời đi. Đứng lại, mẹ kiếp, hôm nay không cho phép bất kỳ ai rời đi. Thấy Dương Ân định trốn, ngô lương cười mỉa túm chặt lấy áo dương ân là ông chủ của khách sạn ông ta đã gặp rất nhiều chiêu trò như của dương ân rồi dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để cho cậu ta đi dương ân méo mặt nhìn ngô lương run giọng nói anh ngô tôi không gạt anh mọi chuyện đúng là ý của anh ta không liên quan gì đến tôi ngô lương cười mỉa hừ cậu nghĩ ông đây là trẻ con ba tuổi à dễ bị cậu gạt thế sao tôi không biết trong các cậu ai thanh toán chỉ cần thanh toán thì tôi sẽ thả cho các cậu đi." Nói đến đây, lời nói của ông ta bỗng thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ âm hiểm. "Nếu không hôm nay không ai được bước ra khỏi đây." Nghe thế Dương Ân thật sự muốn khóc luôn. "Nếu cậu ta biết chuyện sẽ như thế này, cậu ta tuyệt đối không giả vờ ở đây." Chương 517, nếu không tin, ông có thể thử xem. Suy tính trong lòng đã thất bại, bây giờ cậu ta chỉ có thể nhún nhường để sở bác giúp cậu ta giải quyết hậu quả chuyện này. Thế nhưng, đối mặt với cầu xin của cậu ta, sở bác vẫn lạnh nhạt lắc đầu. Tôi nói rồi, chuyện ở đây không liên quan gì đến tôi cả, tôi không có nghĩa vụ thanh toán giúp cậu. Nói xong, sở bác định rời đi. Thế nhưng khi anh vừa sắp ra đến cửa, ngô lương đột nhiên đứng chắn trước mặt anh. Chỉ thấy vẻ mặt ngô lương nham hiểm nhìn sở bác, lạnh giọng nói, trước khi chuyện được giải quyết, ai cũng không thể đi nghe thấy lời của ngô lương vẻ mặt sở bắc thoáng chốc trở nên lạnh lùng ông muốn cản tôi ngô lương hít sâu một hơi lạnh lùng lên tiếng hừ kiếm chuyện chỗ ông đây bây giờ lại muốn đi khắp thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy sở bắc nghe vậy trầm giọng nói tôi nói rồi chuyện ở đây căn bản không liên quan gì đến tôi ông nghe không hiểu sao không liên quan ngô lương lắc đầu vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng ông đây chỉ nhận tiền còn về chuyện khác không dính đến tôi, mấy người tự mình giải quyết. Sở bác lắc đầu, không nói gì, mà chuẩn bị vòng qua ngô lương rời đi. Nhưng lúc này, ngô lương lại chắn trước mặt anh. Nhóc con, lời ông đây nói mà cậu không nghe à, cậu còn dám tiến lên một bước nữa, có tin ông đây đánh chết cậu không? Vẻ mặt sở bác thờ ơ lắc đầu. Ông có thể thử xem, tôi nói thật cho ông biết, chỉ cần ông dám làm gì thì tiệm cơm này của ông đừng nghĩ đến chuyện mở tiếp nữa nghe thấy sở bắc kiêu ngạo nói như vậy ngô lương lập tức cười lớn ha ha nhóc con mạnh miệng cũng sợ nuốt lưỡi cậu nghĩ mình là ai còn khiến tiệm tôi không mở được sao cũng không biết tự lượng sức mình sở bắc lạnh nhạt nói nếu không tin ông có thể thử xem ngô lương vốn cũng chẳng tin gì lời của sở bắc nhưng lúc này ông ta nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh tự tin của sở bắc trong lòng thoáng chốc cũng trùng xuống nhưng sau khi ân nghĩ đến át chủ bài của mình trong lòng lại có chút tự tin. Nhóc con, cho dù cậu là ai, ông đây cũng không sợ, nói thật cho cậu vậy, sau lưng ông đây có anh Long chống lưng đấy. Chương 518 dùng hết rồi. Tuy Dương Ân không quỳ xuống, nhưng nếu nhìn kỹ thì hai chân cậu ta cũng run bần bật rồi. Rõ ràng, lúc này trong lòng cậu ta cũng chẳng còn bình tĩnh gì. Ngô Lương nhìn phản ứng mấy người Dương Ân thì vẻ mặt đắc ý. Hừ, bây giờ các người đã biết ông đây lợi hại rồi chứ, hạn cho các người trong vòng 10 phút, mau chóng trả tiền, nếu không, làm phiền đến anh Long, thì chuyện hôm nay không đơn giản vậy đâu. Nghe thấy lời của Ngô Lương, Dương Ân sợ hãi trong lòng. Cậu ta quay người nhìn sở bắc, giọng nói nức nở, cầu xin, sở bắc, ông nội sở à, xin anh thương xót đấy, mau trả tiền đi. Sở bắc giang tay, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi không có tiền. Anh không nói dối, Bây giờ trên người anh đúng thật là không có tiền, bởi vì anh không có thói quen đem theo tiền. Tiền của anh thông thường đều là Thanh Vũ giữ giúp anh, mà hôm nay Thanh Vũ lại không đến cùng anh. Không có tiền. Nghe thấy lời của Sở Bắc, vẻ mặt Dương Ân lập tức trở nên tái nhợt. Đột nhiên, cậu ta như nghĩ đến gì, hai mắt sáng rực nhìn Sở Bắc chằm chằm, nói chẳng phải anh có 300.000 cổ phiếu, anh lấy ra 180.000 rồi trả tiền đi. Nói xong, vẻ mặt cậu ta đầy mong chờ nhìn sở bắc, ánh mắt đều mang theo vẻ cầu xin. Thế nhưng, thực tế lại khiến cậu ta thất vọng là sở bắc lại lắc đầu, lạnh nhạt nói, 300.000 kia, đã dùng hết rồi. Dùng hết rồi. Dương ân sửng sốt, sau đó, vẻ mặt không tin nói, không thể, đó là 300.000 đấy, sao có thể dùng nhanh như vậy được. Nghe thấy lời của Dương ân. Vẻ mặt sở bác châm chọc nói, cậu ăn một bữa cơm còn có thể tốn đến Tôi dùng 300.000 lâu lắm hay sao? Anh, nhiệm Dương Ân khẽ giật, trong lòng vô cùng tủi thân, lập tức bị sở bắt cướp lời chuẩn bị nói. Được rồi, các người bớt diễn trò trước mặt ông đây đi, bớt nói rông dài lại, hoặc là đưa tiền ra, hoặc là ông đây bảo anh Long xử lý các người. Vẻ mặt Dương Ân thay đổi, nỗi sợ trong lòng không nhịn được nữa, cũng bị dọa sợ quỳ xuống đất, lớn tiếng cầu xin. Trường 519 người này lại gọi thẳng tên của anh Long. Mẹ nó, không có tiền còn giả vờ trước mặt ông, ông đây khinh nhất là loại người như mày. Nói xong, ông ta quay người nhìn sở bác. Nhóc con, suy nghĩ thế nào rồi, cậu trả thay bọn họ, hay là để tôi báo với anh Long, đến lấy mạng bọn họ. Sở bác nghe vậy, ánh mắt có chút tươi cười, thờ ơ nói, tôi họ sở, ông cứ đi hỏi Long Tam thử xem, anh ta có dám động đến tôi không. Cái gì? Người này lại gọi thẳng tên của anh Long. Ngô Lương lập tức xứng người, thoáng chốc chưa kịp định thần. Sở bác lắc đầu, không quan tâm đến Ngô Lương mà trực tiếp quay người rời đi. Sau khi Sở bác rời đi, cuối cùng Ngô Lương cũng định thần lại. Thấy Sở bác đã rời đi, ông ta lập tức nổi giận, muốn đuổi theo. Nhưng ông ta vừa đi một bước thì đột nhiên dừng lại. Sau đó, ông ta như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt thoáng chốc trở nên sợ hãi. Vữa nãy cậu ta nói, cậu ta họ Sở. Ngô Lương nghĩ đến một khả năng ánh mắt càng lúc càng sợ hãi. Đến cuối cùng, gương mặt ông ta đổ mồ như mưa, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Ngay lúc này, âm thanh Dương Ân đột nhiên vang lên bên tai ông ta. Giám đốc ngô, tôi sai rồi, cầu xin ông tha cho một lần, sau này tôi không dám nữa. Ngô lương định thần lại, vẻ mặt có chút khó coi. Nhất là khi ông ta nghĩ đến chuyện rất có thể bản thân đã đắc tội với người không nên đắc tội, tâm tình lại càng kém hơn. Mẹ nó, đều là do cái đồ phế vật nhà mày, nếu không phải mày, ông đây sao lại ngu như vậy, đắc tội với người không nên đắc tội, nếu ông đây có chuyện gì, mẹ nó mày cũng đừng mong sống yên. Ngô Lương càng nói càng tức, lại đá một chân lên người Dương Ân. Sau đó, tầm mắt ông ta lại nhìn sang mấy tên bạn lêu lỏng sau lưng Dương Ân, vẻ mặt cười hung tợn. Nói đi, mấy người muốn chết thế nào? mươi 520, được rồi, dừng hết lại cho tôi chỉ thấy cậu ta vươn tay chỉ về phía Dương Ân, vẻ mặt cay độc nói, là nó, mọi chuyện đều là do lỗi của nó. Là nó nói với chúng tôi, chỉ cần đi cùng nó, đến đây thì giống như mà mình vậy. Nghe thấy lời thanh niên tóc vàng, Dương Ân lập tức ngây người. Cậu ta không ngờ được, bạn bè mới vừa nãy còn bảo vệ mình, xưng anh gọi em, mà bây giờ đột nhiên lại đánh ngược lại, đẩy mọi trách nhiệm lên người mình. Định thần lại, ánh mắt Dương Ân lộ ra vẻ tức giận chỉ thấy cậu ta nhìn thanh niên tóc vàng chằm chằm rồi nói, Lý Thủy, cái đồ khốn nạn. Vừa nãy lúc ông đây mời mày ăn cơm, mày còn một câu anh Dương hai câu anh Dương, bây giờ lại quay ngược cắn một miếng, lương tâm mày bị chó tha rồi sao? Tao khinh, thanh niên tóc vàng nhổ nước miếng xuống đất, vẻ mặt hung tợn nhìn Dương ân, cười lạnh một tiếng. Mẹ nó mày còn không ngại sao, bản thân chẳng có tiền lại cứ ra vẻ rộng lược, còn bảo ông đây đi theo mày, mày xem bộ dạng mày đi, bây giờ cả chó cũng chẳng bằng bảo ông đây đi với mày trừ khi ông đây đuôi ngủ mất rồi vẻ mặt dương ân đột nhiên trở nên ửng đỏ hai tay cậu ta run rẩy chỉ vào thanh niên tóc vàng tức đến không nói nên lời cậy ta chẳng thể nào ngờ được người lúc đầu còn tôn trọng kính cẩn với mình bây giờ lại có thái độ như vậy với mình ngay lúc cậu ta sắp chửi ầm lên thì một người đàn ông mập mạp đột nhiên tiến lên tát một cái vào mặt cậu ta lý thủy nói không sai mẹ nó mày không có tiền lại còn ra vẻ, nếu mà ăn không trả nổi tiền thì mẹ nó đừng có đến mấy nơi như này ăn cơm. bây giờ mày hại mấy anh em thảm rồi, ông đây đánh chết mày. nói rồi, thanh niên béo như cảm thấy vẫn không xả được tức, lại đánh một đấm vào ngực Dương Ân. a, à, một đấm của thanh niên béo cũng không nhẹ, lập tức khiến Dương Ân kêu thảm thiết. cùng lúc đó, Dương Ân vừa mới từ dưới đất bò dậy lại ngã ngửa lại, bộ dạng trông rất buồn cười. là bân mẹ nó mày lại dám đánh ông đây ông đây liều mạng với mày dương ân chật vật bò dậy từ dưới đất trông như muốn lao về phía thanh niên béo kia thế nhưng ngay lúc này hai thanh niên còn lại vẫn chưa rét ai và thanh niên béo tiến lên trước đẩy dương ân ngã xuống đất bắt đầu đánh đấm túi bụi mẹ mày này thì ra vẻ không có bản lĩnh mà còn ra vẻ giả vờ đây chính là kết cục của mày ngô lương ở bên cạnh nhìn thấy vậy chợt nhíu chặt mày Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 520.